Hello, xin chào mọi người đã đến với kênh YouTube của mình. Mình thực ra một chiếc đồng hồ mọi người tôi màu trong bức tranh về nhà tìm đéo được một cái đồng về cho mọi người đi chơi với tiệc trà nha mọi người. Mình sẽ hướng dẫn mọi người cách để tô màu nha. Ồ, lại trở lại cái chỗ này à? Đi một hồi rồi mình lại quay trở lại chỗ cũ anh em ạ. Thật bây giờ mày gọi anh cứ cái đường to mà đi nè. Tôi đại ai xem được chưa? Thế lười thì nó một câu tôi đã đi không phải đâu ôm nữa ai trả lời không biết luôn à, ông vậy hả? Ông mà. Rồi nó chết ông ai bị đánh hai ông lười mà mẹ. Nè, tôi chăm chỉ đức của game tung game này. Hay rồi. Đó là. Mà đi tô màu đi tôi đang. Nó lười đấy chết mà. Nhưng mà anh ngồi nghe hơn nó. Ôi đẹp. Ôi gì vậy? Gì vậy? Đang xem được gì? Nó đi để chú ý lính ăn trên thôi. Cho một cái nó một số bạn về anh sẽ đứng sang sửa phạm chiều 1 đấy. Đứng sửa phạm chiều 2. Chiều 2 thì nó sửa đáp sát rồi. Thua à? Thua. Và thế là thế. Trò chơi chính thức kết thúc nha mọi người. Anh Đức lót à? Ăn có 7 mẹ, không ăn được 5 mẹ. Nhưng về sau nó có đồ, tất nhiên nó thắng rồi. Đấy, cái cục người ta, trời. Đồ thì chắc chắn là người không nát em, không thể ăn được đồ ăn. Bánh không về hồi máu cơ. Cũng kìa. Nó cần gì anh, nó có cái có tải hồn máu. Hồn máu, đấy là vào người thôi, còn lính có hồi đâu. Không, nhưng mà con phần lo nó không chịu xong nó lợi phun đồ thì là làm sao mà lại được. Khóa. Nói chung là khóa. Thì con phần lo nó sẽ trên trong đá đen. Chính cũng đúng nhưng mà thôi thì chấp nhận cái chỗ này nó quen quen đấy trời, hình như là cái trước khi mình rời đi hay sao ta. Hình như gần đây có một ngôi nhà của mình vậy. Ok em mọi người má đi một hồi mới về được đến đây hả? Không bao giờ mà đi lạc tiếp thì cũng là quấy lắm nè. Nhanh hết đã 6 giờ mà trời vẫn sáng trưng. Mình nhớ không nhầm ở bên này là có nhà. Ok em mọi người, mọi người tôi mua cho mình nha. Nhà mình cũng khác thôi chứ. Quên nhớ lấy cái bộ đồ à? Không sao. Chúng ta không được cây cú. Đi qua thì đập máy. Rớt rồi anh. Khu này quá nguy hiểm với tôi. Tôi cần cái này ở đây. Từ 13, 2, 4, 4, 7.
ra như này là cũng được rồi. Tầm 10.000 là ngon. Anh Đức về tầm 50 cơ mới gọi là nhiều. Ok mọi người. Rồi về đến đây thì chúng ta biết đi đường nào. Chúng ta không biết đi đường nào thì làm sao mà ở đến đây. Trời ơi má ơi. Đi đường nào về đây? Anh cứ tập chơi vô tiền. Phải không? Rất keo. Anh hơi nhầm đấy, còn thế thôi bà về trường ơi. Tỷ lệ thắng của nó phải gần 60% đấy. Tất cả các nhân viên xây vở. Yếu mà. À nếu để tùy thôi. Nhưng một mình cân hai nữa. Nhưng lúc đấy là do kỹ năng thôi, tại vì là nếu mà nó đạt được cái chiêu hai ngon ấy, thì coi như là thằng kia combo về như xác định mình là nhiều. Chính xác. Có từ 3. Còn như thế có thể tân tất. Khi mà nó ok nha mọi người. Quá gầy anh em. Ở đây là bức tranh của mình sau khi mình đã tô màu xong nha mọi người. Mọi người thấy bức tranh của mình càng lúc càng xa vậy. Mình sẽ hoàn thiện thôi nha mọi người. Bảo sao nếu thích ra con nào Thịnh đánh cái này trùng bài nhiều quá. Không được chê. Cục lát. Nó trùng nhiều thật. Đi ra. Sao nó sẽ đi ra khỏe. Thế nó mới được hút. Mình đứng chỗ này mà không chịu thì mình chỗ này. Ừ. Biển gì đây? Đi rồi. Mình kia đang chơi. Kiếm mình hay thế. Uầy. À đi đi nó thoải mái. Phải tay con dài phải trường ra. Chiêu. Thôi xong. Tập này mà để bot nó say thì chỉ có đi. Biết đường nào luôn. Thật là khó chịu nha. Tưởng về được đến nhà ai ngờ đâu càng đi càng lạc. Nó mà đường mình đến được một cái chỗ nào rồi đó. Mới lạ thì tốt ha. Ăn kẹo gì? Đừng 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 đừng. Đó là người chơi tâm hả? Anh tâm ấy. Không, đang quạt, đang... Này bận lắm. À, có một tập nó bị một tiếng không sao? Vâng. Nhà em vẫn tăng 15 phút. Quay đống tre này. À, đúng, đúng, đúng.
ta trở về đến ngôi nhà thật nhiều. Ok mọi người. Thì chị nghe gọi video nó lag đúng rồi em. À, tình đang gọi video lag đúng rồi. Gọi nó hút nặng ghê lắm. Ok nha mọi người. Mình sẽ tô hết vào đây nha mọi người. Mình nghĩ bên này giống đường vầy hơn. Bên kia cần đặt sao vầy đúng vậy là sao vầy. Ok mọi người ơi. Chỉ biết cô mà dùng chung mạng mà lắc kinh vô. Ok mọi người. Tất cả là tại thị. Ê trời ơi, đi mãi đi đâu về được đến nhà. Chết tiệt. Ok nha mọi người. Không ai sắp rồi. Nè em pháo lên tầm 27 đi nha. Không ai nghỉ đâu ấy. Lại em MP4 nè. Ok nha mọi người. Đây là bức tranh của mình sau khi mình đã tô màu xong nha. Mọi người có thể tham khảo bức tranh của mình để tô nhé. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình. Hẹn gặp mọi người vào những video lần sau nha.